Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Phosai Sayason và trao đổi nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và mỏ giữa hai nước. Tại buổi hội đàm, hai bộ trưởng nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng của hợp tác lĩnh vực năng lượng và mỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực điện và than, coi đây là trụ cột trong định hướng phát triển hợp tác năng lượng giữa hai nước trong giai đoạn tới. Về hợp tác trong lĩnh vực mua bán điện, hai bộ trưởng nhận định việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào, kết nối hệ thống điện và mua bán điện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký năm 2016 đã được triển khai rất hiệu quả trong thời gian qua. Sau 8 năm triển khai, đến nay tổng công suất đã ký hợp đồng mua bán điện là khoảng trên 2.200 MW, chiếm 74,3% công suất cam kết đến năm 2025. Việt Nam đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ các dự án và cụm dự án nhập khẩu điện từ Lào với tổng công suất gần 3.000 MW. Về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực mua bán than, để giải quyết các vướng mắc về cơ chế và hạ tầng liên quan đến nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, xây dựng và đàm phán hiệp định than để hướng tới ký kết. Sau buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Phosai Sayason đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng xây dựng tuyến băng tải giữa Liên danh Viện Nghiên cứu Cơ khí và Tập đoàn GP Holding và Tập đoàn Phonetrack Lào.